Theo số liệu ghi nhận ung thư năm 2022, tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng xếp thứ tư trong số những bệnh ung thư thường gặp, triệu chứng ban đầu không nhiều, dễ khiến người bệnh chủ quan, tạo điều kiện cho bệnh tiến triển phức tạp hơn. Bởi vậy, việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư đại trực tràng có vai trò vô cùng quan trọng. Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ mắc mới cao. Theo số liệu ghi nhận ung thư năm 2022, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới ung thư đại trực tràng lên đến 9,3%, số ca mắc mới lên tới 16.835 người. Đại trực tràng hay ruột già là đoạn ruột cuối cùng của ống tiêu hóa. Đoạn ruột này dài khoảng 1,2 mét, là nơi tiếp nhận và bài tiết thức ăn không tiêu hóa được. Khi tế bào ác tính hình thành ở lớp trong cùng của thành ruột và bắt đầu xâm lấn ra phía ngoài, sẽ dẫn đến ung thư đại trực tràng. Đây là loại ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao, vì thế, việc phát hiện và điều trị sớm sẽ tăng cơ hội sống cho bệnh nhân. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư đại trực tràng, nhưng đến nay các nhà khoa học vẫn chưa xác định được tác nhân. Tuy nhiên, có thể phát hiện bệnh nếu có một số dấu hiệu nguy cơ dưới đây: người lớn tuổi từ khoảng 50 tuổi trở lên, chế độ ăn uống không khoa học, ăn nhiều chất béo, đồ chiên rán, ít chất xơ, rau củ quả, người ít vận động, hút thuốc lá, sinh hoạt không lành mạnh. Người sống trong gia đình có thành viên mắc ung thư đại trực tràng thì khả năng bị bệnh sẽ cao hơn. Người bị viêm đường ruột, viêm loét đại trực tràng nếu kéo dài có thể dẫn đến ung thư. Phụ nữ từng bị ung thư vú, ung thư buồng trứng hay tử cung có khả năng mắc ung thư đại trực tràng cao hơn. Ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm các triệu chứng thường âm thầm, kín đáo nên rất khó phát hiện. Do vậy, nếu phát hiện có các triệu chứng dưới đây, cần tới các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Các dấu hiệu này bao gồm sự rối loạn đại tiện như tiêu chảy, táo bón kéo dài hoặc đi phân lỏng và dẹt, cảm giác buồn đi ngoài thường xuyên, đi ngoài không hết phân, đại tiện ra máu lẫn với phân, đại tiện ra phân màu đen, đau bụng thường xuyên, mệt mỏi thường xuyên, sút cân không rõ nguyên nhân. Vâng, ung thư đại trực tràng cũng như một số các loại ung thư khác trên thế giới thì nó có rất nhiều những cái yếu tố nguy cơ cao. Thế còn cái căn nguyên cụ thể của mắc ung thư đại trực tràng nói riêng hay ung thư nói chung thì hiện nay vẫn còn rất nhiều các cái tranh cãi. Đối với ung thư đại trực tràng thì một trong những yếu tố nguy cơ cao đó là gì? Đó là những cái tổn thương bệnh lý tiền ung thư, ví dụ như tổn thương viêm loét đại trực tràng mãn tính, ví dụ như cái tổn thương polyp. Ngoài ra nữa thì có một số yếu tố nguy cơ cao nữa, ví dụ như là trong gia đình mình có người đã có người mắc ung thư đại trực tràng trước đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ở trong cái nhóm nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng. Một yếu tố nữa đó là chúng ta có rất nhiều các cái tổn thương polyp, chúng tôi gọi là ung thư đại trực tràng có yếu tố gia đình. Nó có hai cái hội chứng, đó là hội chứng gọi là FAP hay gọi là hội chứng đa polyp di truyền yếu tố gia đình, tức là trong gia đình của chúng ta đã có người mắc cái bệnh gọi là bệnh lý polypose, tức là từ một cái rất nhiều trên trong lòng ruột, trong lòng đại tràng có rất nhiều polyp, trên 100 polyp thì trong đó sẽ có một vài điểm nó sẽ ung thư hóa, và đó là cái người thân trong gia đình chúng ta thì chúng ta cũng thừa hưởng một cái gen gọi là gen APC, là một cái gen có nguy cơ trở thành là ung thư đại trực tràng sau này nếu như mà chúng ta không được đi kiểm soát tầm soát sớm. Cái thứ hai nữa là một cái hội chứng nữa gọi là hội chứng Lynch, tức là hội chứng mà di truyền nhưng không phải là polypose. Cái hội chứng này thì nó sẽ có gặp ở cả nam giới và gặp ở cả nữ giới, và nó liên quan đến cái tình trạng đột biến gen. Đó là một số các yếu tố nguy cơ cao về liên quan đến gen, liên quan đến cái yếu tố mà chúng ta không thay đổi được, như là tuổi. Thông thường người ta nói rằng là trên 50 tuổi thì yếu tố nguy cơ cao đối với mắc ung thư đại trực tràng. Ngoài thứ hai nữa là giới thì thường hay gặp ở giới nam nhiều hơn giới nữ. Tuy nhiên thì sự phân bố giữa nam và nữ đối với ung thư đại trực tràng thì tương đối là đều nhau. Để ngoài ra nữa thì có một số yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được, ví dụ như là về chế độ ăn. Chế độ ăn của chúng ta giàu các thức thịt có màu đỏ, thức ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn có nhiều dầu mỡ, đó là một trong yếu tố nguy cơ cao của việc mắc ung thư đại trực tràng. Cái nữa đó là về lối sống tĩnh tại, lối sống hạn chế vận động, không có tập thể dục thể thao và thói quen đi ngoài ngồi lâu, thì đó cũng là một trong yếu tố nguy cơ cao của việc mắc ung thư đại trực tràng. Nên những cái dấu hiệu dễ dàng nhận biết nhất đó là sự thay đổi trong cái việc chúng ta đi đại tiện. Vì sao? Vì ung thư đại tràng nó liên quan đến vấn đề là chúng ta bài tiết chất thải của đường tiêu hóa ra bên ngoài. Chúng ta chỉ cần có những cái thay đổi nhỏ thôi trong cái việc thói quen đi ngoài của chúng ta, như tôi vừa nói, đó là gì? Đó là thay đổi về thời gian đi ngoài trong một thời gian đi ngoài trong một ngày, thay đổi về cái tính chất của phân, ví dụ như phân mà có máu. Tất nhiên là ở giai đoạn sớm thì cái việc mà phân có máu chúng ta rất khó phát hiện, thường chúng tôi chỉ phát hiện được thông qua nội soi hoặc là gọi là xét nghiệm gọi là tìm máu tiềm ẩn trong phân mới phát hiện ra được. Thế còn đi ngoài ra máu đại thể thì thường chúng ta có rất hay lẫn với các cái bệnh lý lành tính khác, viêm loét đại tràng, trĩ, đó, ví dụ như vậy. Do vậy là tôi rất là khuyến cáo đối với người, đặc biệt là những nhóm người bệnh độ tuổi là từ 50 tuổi trở lên, cần lưu ý hơn
có bất kỳ một thay đổi nào trong cái việc đi ngoài. Ví dụ chúng ta bình thường đi ngoài khoảng độ 15 phút một lần, nhưng bây giờ chúng ta phải đi ngoài lâu hơn, 30 phút mới đi xong mới cảm thấy thoải mái, thì đó cũng là một dấu hiệu tiền triệu cảnh báo giúp chúng ta lưu ý đến cái sức khỏe của cái đại tràng. Dạ vâng, với những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa chia sẻ, đó là đau bụng hay là chán ăn rồi đi ngoài ra máu, thì theo bác sĩ nguyên nhân nào gây nên những cái triệu chứng đó? À vâng, đau bụng tức là khi mà chúng ta có một cái bất thường, thay đổi bất thường ở trong cấu trúc giải phẫu cũng như là cái chức năng của đại tràng, thì điều đó dẫn đến cái việc là nó sẽ gây cản trở hoặc là gây cho cái việc lưu thông tiêu hóa, lưu thông của chất tiết trong lòng ruột của chúng ta không được ổn định. Đến một cái đoạn nào đó nó có thể bị tắc lại, thì như vậy chúng ta ruột chúng ta sẽ phản ứng bằng cách là tăng co bóp ở cái phần trước lên để đẩy cái khối đó đi xuống dưới, và chính cái việc tăng co bóp đó sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác là đau bụng. Cái thứ hai là khi chúng ta đau như vậy thì đương nhiên là cảm giác của người bệnh sẽ là gì, không muốn ăn, vì có khi là chúng ta càng ăn thì ngay khi chúng ta ăn xong thì chúng ta là sẽ cảm thấy cái cơn đau nó đến ngay lập tức. Thế như vậy là chúng ta sẽ không có cảm giác muốn ăn nữa, và kéo theo đó là khi chúng ta chán ăn thì cân nặng chúng ta sẽ sụt đi. Dạ, ung thư đại trực tràng đó là một trong những ung thư có tiên lượng rất tương đối là tốt trong đường tiêu hóa, đặc biệt là về ung thư đại tràng. So với cả các cái ung thư khác như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư ruột non thì ung thư đại trực tràng có tiên lượng sống tốt hơn. Tuy nhiên ở cái giai đoạn sớm thì các cái triệu chứng của nó là rất khó có thể phát hiện được, và hầu như là các bệnh nhân là sẽ không có biểu hiện gì cả, chỉ có một số những biểu hiện nhỏ, ví dụ như thỉnh thoảng có cái đau bụng, thỉnh thoảng có cái thay đổi nhỏ về thói quen đi ngoài. Đó là một trong dấu hiệu tiền triệu, những dấu hiệu gợi ý cho chúng ta để chúng ta đi làm thêm các xét nghiệm để giúp hướng tới, để phân biệt, để loại trừ, để phát hiện những cái tổn thương sớm của ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng. Một số những cái dấu hiệu gợi ý trong cái giai đoạn này, ví dụ như là chúng ta thay đổi về thói quen đi ngoài. Trước đây chúng ta đi ngoài đều đặn một ngày một lần, thì bây giờ chúng ta có thể đi 2 ngày hoặc 3 ngày, thậm chí là 4 ngày một lần. Cái thứ hai, hoặc là trước đây chúng ta đi ngoài phân thành khuôn, thì bây giờ đi ngoài phân lỏng không thành khuôn. Hoặc cái nữa đó là chúng ta có thể đi ngoài phân có thể có một tí máu, mà có thể chúng ta sẽ bỏ qua hoặc chúng ta nhầm lẫn giữa đó là tổn thương bệnh lý lành tính khác như là bệnh trĩ chẳng hạn. Đó là một số những cái dấu hiệu gợi ý thôi cho cái tình trạng ung thư ở giai đoạn sớm. Thông thường khi mà bệnh nhân đến với chúng tôi thì đa phần là gặp ở những trường hợp giai đoạn muộn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái giai đoạn sớm trước đó, những cái triệu chứng này nó thường thoáng qua, nó chỉ gặp một hoặc hai lần, khiến cho bệnh nhân không có để tâm, và sau đó là bỏ qua đi cái giai đoạn vàng có thể điều trị gọi là triệt để được. Thế còn đối với những trường hợp mà đã có dấu hiệu nghi ngờ như vậy, đặc biệt là những trường hợp có yếu tố nguy cơ cao như tôi vừa mới nói ở phần đầu chương trình, đó là những người bệnh có cái tình trạng tổn thương bệnh lý tiền ung thư như viêm loét đại trực tràng mãn tính, như tổn thương polyp, như tổn thương đa polyp, như trong gia đình có người mắc ung thư đại trực tràng, trong gia đình có người bị mắc bệnh lý FAP trước đây, thì những cái người đó thì cần phải được tầm soát sớm, đặc biệt là nhóm đối tượng nguy cơ cao, đó là nhóm đối tượng mà có mắc hội chứng di truyền như tôi vừa mới nói ở trên, thì chúng ta cần phải soi nội soi. Thường là từ 18 tuổi trở lên là chúng ta đã cần phải cho người bệnh đi soi rồi. Đó. Và cái nếu chúng ta được phát hiện ở giai đoạn sớm, giai đoạn 1 chẳng hạn, thì tỷ lệ khỏi bệnh gần như đạt cái con số là 98-99%. Đó là một con số rất là đáng khích lệ để giúp cho chúng ta có thể là có cái niềm tin hơn trong việc điều trị. Sau đây, cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa ngoại bụng 1 Bệnh viện Ca để hiểu rõ hơn về cách phân biệt ung thư đại tràng và ung thư đại trực tràng. Dạ vâng, về cái khái niệm ung thư đại trực tràng, chúng tôi sử dụng một cái khái niệm chung là ung thư đại tràng và trực tràng chung với nhau. Thì tuy nhiên, cái vị trí giải phẫu của đại tràng và trực tràng là rất là khác nhau. Đại tràng là một cái khung nó nằm dọc từ bên phải, vắt ngang sang bên giữa bụng, vòng sang bên trái và cuối cùng là kết thúc ở đoạn đại tràng sigma. Và sau đó tiếp nối với đoạn sigma chính là đoạn trực tràng. Trực tràng là một cái khung ruột tương đối là ngắn, nó nằm ở vị trí ở trong tiểu khung và kích thước của nó rơi vào khoảng tầm độ từ 10-12 đến 15 cm, rất là thấp, là cái phần cuối cùng của đường ống tiêu hóa trước khi mà được đào thải các cái chất tiết ra ngoài bên ngoài. Thế như vậy là chúng ta có thể thấy được là cái vị trí của đại tràng nó rất là rộng, nó nằm từ bên phải vắt sang giữa bụng sang đến bên trái. Thế còn trực tràng thì thường là chỉ khu trú ở vị trí ở đoạn phần thấp, phần cuối cùng trước khi mà đi qua lỗ hậu môn. Đó, thế như vậy là chúng ta có thể nhận định được là các cái triệu chứng của ung thư đại tràng thì nó sẽ đa dạng, vị trí đau nó cũng sẽ nhiều vị trí đau hơn so với ung thư đại trực tràng.